Quý anh chị tuổi Ất Mão kính mến, mình là Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh Đại Khê Thủy, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Ất Mão sẽ trải qua một tháng có nhiều may mắn, được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân phù trợ, vận trình như cá chép hóa rồng, giàu sang phú quý bộ vây, khiến cho ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Ất Mão cùng theo dõi nội dung chi tiết. Lời tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 đúng tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Bỗng nhận lộc trời ban, tiền vàng ngập két, giàu có nhất thiên hạ, nếu hữu duyên nghe được toàn bộ lá số tử vi này. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, bất cứ ai thì cuộc sống cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một con sóng thủy triều, lúc cao, lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề, bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hoặc là bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc là cuộc sống kiểm soát lại bạn. Và người khôn ngoan ắt hiểu rằng vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội và những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng tháng 6 âm lịch năm 2023, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, là con giáp khổ tận cam lai. Đầu năm khó khăn vất vả bao nhiêu, thì từ tháng 6 âm lịch trở đi, sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề. Phước đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên nhiều tiền và viên mãn. Để biết được vận trình cụ thể tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ diễn biến như thế nào, vận may trong tháng là gì, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, chúng ta cùng nhìn tổng quan đôi nét về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người sinh năm 1975 mang mệnh thủy, đại khê thủy, nước khe lớn. Đại khê thủy là nước khe lớn, khác với thác nước tung hoành trong rừng núi khác hẳn giàn hạ thủy là khe nhỏ, suối con. Bởi thế, đại khê thủy với một thủy khí lượng lớn, biến hóa đến mức gây sợ hãi, nhưng không ngấm ngầm, nhưng tâm cơ sâu rộng, lan tràn ngập lụt. Tuy nhiên lại không được xem như sông ngòi, thác lũ, khi gặp lòng sâu hoặc hàng hang hốc cũng chảy thành dòng, lấp đầy thành vũng. Nếu là một chiến lược gia, tất có cái nhìn rộng rãi bao quát, nếu mệnh kém mà nạp âm đại khê thủy, lại trở nên con người mơ mộng, ước vọng, hoài bão to tát mà thiếu khả năng hành động, vô dụng. Giáp Dần, Ất Mão, hai chi tuổi này đều thuộc mộc, đều vững mạnh trước hung vận, nhưng Ất Mão ý nhị hơn, mềm dẻo hơn vì Ất Mão là âm mộc. Khác với sự trầm lắng thích tư duy thường thấy của mệnh thủy khác thường trầm lắng. Những người đại khê thủy ưa cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ, bộc bạch với người thân. Những người này yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ hình mẫu, họ ghét sự ràng buộc, bí bách. Chính vì lẽ đó mà Ất Mão làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Những người thuộc đại khê thủy thường phù hợp với các công việc đòi hỏi sự giao tiếp và trí tuệ nhiều như tư vấn, giáo dục, ngoại giao, đặc biệt là kinh doanh. Ngoài ra, nếu bạn thuộc mệnh thủy kết hợp với các can và chi thì có thể thành công như các mặt quản lý tài chính, làm nông nghiệp, văn phòng, sản xuất. Tuy nhiên, những người thuộc tuổi Ất Mão cần phải lưu ý, bạn rất dễ bị hao tốn tiền nong bởi cách sống lãng phí của mình. Hãy kiềm tính và xây dựng kế hoạch chi tiêu cho đúng đắn. Những người đại khê thủy, đa tài nhưng cũng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Đại khê thủy mang bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng, tình cảm thường sóng gió nhiều, có những lúc mãnh liệt trào dâng, có khi mâu thuẫn ghen tuông vô cớ. Khi làm bạn với họ,
bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm người khác. Đại Khê Thủy cũng là những người không dứt khoát trong tình cảm yêu đương, tìm hiểu lâu rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, nên cuộc sống của họ đầy đủ và hạnh phúc. Nam giới Ất Mão có đời sống tinh thần khá tốt đẹp, tuy nhiên về mặt thể xác lại không được sung sướng, cuộc đời của họ được hưởng sự giàu sang và nhiều thành quả tốt đẹp. Về già gia cảnh êm ấm, tiền bạc đủ đầy. Tuổi Ất Mão nếu sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch thì tình duyên có nhiều thay đổi, tối thiểu là 3 lần. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì vấn đề tình duyên ít lận đận hơn, nhưng cũng phải 2 lần thay đổi. Nếu sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, tình duyên bền vững, chung thủy đến già. Người tuổi Ất Mão vô cùng hào phóng và biết thông cảm với người khác. Bản tính này một phần do Ất Mão và Ất đều tượng trưng cho hành mộc, nên năng lượng mộc kép tác động đến họ, khiến cho họ sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Tuy nhiên, đôi khi quá tốt, dễ khiến cho người khác lợi dụng. Bạn nên học cách từ chối khéo léo, yêu cầu vô lý của người khác, nếu không muốn mình bị quá tải hay rơi vào trường hợp bị người ta lợi dụng. Người sinh năm 1975 có một nhược điểm, đó chính là họ không quyết đoán. Nhược điểm này xuất phát từ nguyên nhân chính là họ muốn xây dựng và bảo vệ hòa bình, không muốn làm thương tổn tới người khác, họ ghét cạnh tranh cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà trong suốt cuộc đời của họ, có nhiều bạn bè, các mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Trong công việc, người Ất Mão rất tận tụy và yêu thích công việc mình đang làm. Nếu đó là công việc mà họ thích thì họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết sức cho tới khi thành công. Người sinh năm này cũng rất giàu trí tưởng tượng, họ không thích sự tầm thường và coi trọng tính độc đáo. Tử vi cho thấy rằng, người tuổi Ất Mão là những người có tính tự lập, họ tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Mặc dù cuộc đời họ gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng họ luôn nỗ lực vượt qua, về sau công thành danh toại, ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng đời sống tinh thần của họ luôn lạc quan, phong phú, họ rất yêu đời. Những người tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Chính vì đức tính tốt đẹp này mà họ gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài, từ 80 đến 95 tuổi. Tuổi Ất Mão, sinh tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 âm lịch, không may mắn trong tình duyên, họ phải trải qua nhiều cuộc tình mới này, tìm được một nửa đích thực của mình. Có một số người tuổi Ất Mão, vì quá kén chọn trong việc tìm người bạn đời, nên họ thường có xu hướng kết hôn muộn. Bạn nên nhớ rằng tình yêu chân chính phải xuất phát từ trái tim đồng cảm và sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau thì mới bền lâu. Tuổi Ất Mão, sinh tháng 6, 7, 11, 12 âm lịch, họ sớm gặp được ý chung nhân, trải qua tình yêu say đắm, tình duyên thuận lợi, cuộc sống sau khi kết hôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Và sau đây là tổng quan vận trình tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Ất Mão âm lịch cho biết, vận trình tháng mới của Ất Mão diễn tiến theo chiều hướng bán cát, bán hung có những khởi sắc nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều nguy cơ và rủi ro rình rập. Tam hợp cục xuất hiện, đây sẽ là nguồn hậu thuẫn lớn nhất cho Ất Mão trong suốt cả tháng Kỷ Mùi này. Quý nhân vận khá vượng sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ không ít khúc mắc trong công việc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp, áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng, kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Vận tài lộc trong tháng có thể đánh giá là khá tốt, khi có nhiều cơ hội để bạn kiếm được tiền, dựa vào chính sức của mình, dù buôn bán, kinh doanh hay làm công, ăn lương cũng đều có thu nhập vượt trội. Tuy nhiên, càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ. Hơn nữa, bạn cũng nên dè chừng đối thủ, kẻo bị đâm lén sau lưng. Tình cảm tiến gần vào giai đoạn ổn định, mối quan hệ của lứa đôi thêm mặn nồng, gia đạo bình an. Người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với bạn đời của mình. Người độc thân tuy có đào hoa nhưng chưa chắc đã là đào hoa tốt, cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm do những suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh, tác động. Bệnh cũ dễ tái phát, có cả hung tinh rình rập. Tử vi tháng cho thấy bản mệnh có thể gặp phải tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp,
Theo tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, công danh, sự nghiệp của Ất Mão vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định. Cho dù đây được đánh giá là một tháng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ với bạn. Nhờ tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch, công việc thuận buồm xuôi gió. Từ đầu tháng tới cuối tháng sẽ luôn có những cơ hội để bạn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cần nhanh tay nắm bắt và đưa ra quyết định một cách quyết đoán để không bỏ lỡ vận may. Quý nhân vận tăng cao sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được không ít khúc mắc trong công việc, dù bản mệnh cũng phải đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều và áp lực. Nhưng việc khó sẽ được chia sẻ nhờ tinh thần ham học hỏi và làm việc hăng say, mang lại không ít cơ hội thăng tiến, tăng lương cho bạn. Lưu ý, tháng này xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp. Áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Bạn nên giữ vững tinh thần thắng không kiêu, làm việc luôn khiêm tốn và bình tĩnh để hạn chế sai sót và cũng là tránh để những kẻ tiểu nhân bắt thóp từ những việc không đáng, dù là nhỏ nhất. Ngoài ra, nguyệt lệnh lâm suy, ám chỉ vận trình sẽ dần suy thoái, thuận lợi ban đầu nhưng cũng có thể là khó khăn về sau, gây hao tài tốn của. Vì thế, đối với những việc quan trọng, bản mệnh đều phải suy nghĩ kỹ càng toan tính trước sau, đừng nóng vội mà hỏng việc. Về mặt tài lộc, cùng với công việc khởi sắc, vận tài lộc trong tháng của tuổi Ất Mão có thể đánh giá là khá tốt khi có nhiều cơ hội để bạn kiếm được tiền dựa vào chính sức của mình. Dù là người làm buôn bán, kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều có thu nhập vượt trội, cùng tam hợp xuất hiện đưa đường, dẫn lối, bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư thích hợp, mang lại lợi nhuận kha khá cho bản thân. Thời điểm này, bạn vẫn có thể mở rộng kinh doanh, nhưng cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, không nên đưa ra quyết định quá mức vội vàng, bởi vẫn có những hung tinh rình rập sẽ gây bất lợi cho bạn bất cứ lúc nào. Nguồn thu nhập chính trong tháng chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài chưa có sự khởi sắc rõ rệt. Hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt nhắc nhở Ất Mão nên tránh xa những trò cờ bạc, đỏ đen, chuyên tâm, tu chí làm ăn. Còn nếu cứ cố chấp phạm theo đường tắt, sẽ khiến cho bản thân bại liệt và vận may tiền bạc sẽ không đến với bạn đâu. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện rải rác suốt cả tháng, tuy nhiên càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ, hơn nữa bạn cũng nên dè chừng đối thủ, kẻo bị đâm lén sau lưng. Việc vay mượn tiền bạc hoặc cho người khác vay tiền nên hạn chế tiến hành trong tháng, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, bạn cũng không nên đứng ra đảm bảo tài chính cho người khác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt. Trong tháng bán cát, bán hung này, tuổi Ất Mão tốt nhất nên lấy tích lũy làm trọng, tiêu xài ở mức độ vừa phải, liệu cơm gắp mắm. Dù thu nhập vẫn khả quan cũng không nên tiêu tiền hoang phí chỉ vì cảm hứng nhất thời hay đôi phút bồng bột, bởi sẽ có những việc bất ngờ phát sinh phải chi tiêu nhiều tiền, trong tay bạn có tiền thì vẫn chủ động hơn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tình duyên tháng 6 năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Mão các mối quan hệ tình cảm của bạn tiến vào giai đoạn ổn định hơn. Với người đã có đôi, mối quan hệ có thêm nhiều trải nghiệm và cùng nhau vượt qua những giai đoạn quan trọng nên càng thêm mặn nồng. Gia đạo bình an, người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với bạn đời của mình. Người độc thân tuy có đào hoa nhưng chưa chắc đã là đào hoa tốt, bản mệnh có thể gặp gỡ kết thân với một vài đối tượng, nhưng tình cảm chưa sâu sắc, tình yêu đến rồi lại đi như cơn gió thoảng qua, không đọng lại được điều gì. Nếu nhẹ dạ cả tin, bạn cần phải cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm do những suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Về mặt sức khỏe. Về phương diện sức khỏe trong tháng nguyệt lệnh lâm cung bệnh, tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão sẽ không quá khả quan. Điềm báo tử vi cho thấy, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh tác động. Bệnh cũ dễ tái phát, những triệu chứng suy nhược, kém ăn, kém ngủ có thể sẽ diễn ra rất thường xuyên, lại có cả hung tinh ngũ quỷ rình rậm. Tử vi tháng cho thấy bản mệnh có thể gặp phải tai họa, bất ngờ nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Và sau đây là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch 2023. Người tuổi Ất Mão trong tuần đầu này cho thấy vận trình có chút may mắn hơn so với những con giáp khác, thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài, phát lộc, thăng quan tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần này, chính tài và thiên tài cùng xuất hiện,
túi tiền của bản mệnh chỉ đầy chứ không vơi. Vì tiền bạc vào nhiều không kể xiết, dù là dân văn phòng hay giới kinh doanh cũng sẽ có được cơ hội kiếm tiền khá lớn. Có điều, trong tháng có hung tinh tiểu hao, bản mệnh đừng tiêu xài phung phí quá mức, kẻo hoài phí công sức kiếm tiền, tiền bạc không phải là mối lo của người tuổi Ất Mão trong tuần này. Thực thần trao cho bản mệnh những may mắn mà không phải ai cũng có được. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho con giáp này dễ dàng tìm thấy lối đi giữa ngang dọc cuộc đời, bon chen khắp lối. Công việc khá thuận lợi vào đầu tuần khi có chính quan hỗ trợ, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao vì những nỗ lực không ngừng nghỉ và trách nhiệm cao trong công việc. Có thể thời gian tới bạn sẽ được cấp trên trao thêm cho nhiều trọng trách để gánh vác. Tài vận sáng lạng, bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở, song bản mệnh đừng có ý thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Con số may mắn, 89, 54, 23. Tử vi tuần 2 từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Người tuổi Ất Mão trong tuần này, đường công danh, sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng thành công. Vì thế, nếu bạn có kế hoạch gì trong thời gian tới thì nên bắt đầu khởi động từ tuần này để các khí phượng giúp cho khả năng thành công được cao hơn. Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để con giáp này quyết định những chuyện liên quan đến tiền bạc, bạn có thể mù quáng đưa ra lựa chọn sai lầm, tiền mất tật mang. Thiên tài xuất hiện, cuối tuần mang cho tuổi Mão cơ hội phát tài, song bản mệnh cần kiên nhẫn và nỗ lực thì mới có được điều mà mình muốn. Từ giữa tuần, cát khí khởi vượng, những chú mèo nhanh chóng đón được tài lộc về cho mình. Bản mệnh không gặp vấn đề gì trong việc quản lý về tài chính, trong khi các khoản thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng nhanh chóng, nguồn thu từ công việc chính khá ổn định. Người làm công ăn lương không lo, không có tiền tiêu, song nếu tuổi Mão chăm chỉ cần cù, làm thêm nghề tay trái thì tiền bạc về tay có thể nhiều hơn gấp nhiều lần nữa. Bạn cứ nỗ lực đi, tự dưng sẽ có người giúp bạn, quý nhân vượng vận thì có gì đâu mà phải lo ngại. Với những bản thông điệp kinh doanh thì càng về cuối tuần, tài lộc càng thêm dồi dào. Bản mệnh hãy phát huy năng lực của mình là hơn, đừng ỷ lại vào người khác, bởi có những lúc do dự thiếu quyết đoán sẽ khiến cho bạn đánh mất cơ hội kiếm tiền đáng quý. Với những người đã lập gia đình, đừng nên tranh cãi với nhau quá nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt, mà hãy tự quy định về những điều mà mình mong muốn, thỏa thuận để đạt được sự đồng nhất giữa hai người thay vì dành thời gian tranh luận. Hãy tâm sự và sẻ chia với nhau những điều mình đang gặp phải để tăng cao độ gắn kết giữa hai người. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. Con số may mắn 89, 72, 11. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Ất Mão có một tuần khá khó khăn khi là con giáp dễ mất tiền tuần này. Theo dõi tử vi phương Đông, bản mệnh ngay đầu tuần đã gặp phải sự cố, khiến cho kế hoạch bạn ấp ủ đã lâu đổ bể chỉ trong chớp mắt. Con giáp này không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, chỉ tiếc rằng thử thách mà định mệnh đặt ra cho bạn trong thời điểm này là quá lớn. Bạn có thể tự trấn an bản thân mình để bình tĩnh đối mặt, nhưng không có nghĩa bạn có thể vượt qua. Nguồn thu của những chú mèo bị giảm thiểu đến mức đáng lo ngại, có thể bạn sẽ phải cắt giảm chi tiêu ở mức thấp nhất để có thể đảm bảo được nhu cầu cuộc sống của mình. Kẻ tiểu nhân vẫn đang rình rập, mà bản mệnh thì có phần cố chấp, cứng đầu, chẳng chịu lùi dù chỉ một bước. Đôi khi sự lùi bước không phải là nhận thua mà chỉ là thu mình lại. Để tránh những tổn thất không đáng có, chờ thời cơ đến để bung lụa trước rằng tuổi mèo lại không hiểu được may mắn này mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Tiền bạc tích lũy vốn đã chẳng được bao nhiêu thì nay lại càng ít đi. Thực ra nếu không có thu nhập mới thì tiền núi ăn cũng không có ngày hết. Bạn nên có kế hoạch dài hơi cho mình trong thời điểm mà thần tài không ở bên che chở này. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, vàng, xanh. Con số may mắn, 98, 23, 06. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 6 âm lịch. Chúc mừng tuổi Ất Mão. Thật may mắn làm sao, khi tuần này vận trình của bạn đang tươi sáng trở lại, bản mệnh đang có những sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ phía thần tài. Được thần tài chỉ đường dẫn lối để không bỏ phí bất cứ cơ hội nào đến bên mình. Thời gian này là lúc mà con giáp này nên tập trung nhiều hơn vào công việc của chính mình, chớ nên chần chừ, do dự,
rồi lại để đủ thứ việc riêng tư xen vào, khó lòng đảm bảo được tiến độ công việc ở thời điểm này. Bất cứ làm việc gì ra tiền cũng đều quan trọng với bản mệnh, thế nên những chú hổ hãy phân phối thời gian hợp lý, cân đối, sắp xếp công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thật tốt. Làm tốt việc của chính mình không chỉ để lấy tiền lương, tiền thưởng đâu mà còn là để cho tương lai có thêm nhiều cơ hội để phát triển, tính phải tính đường xa, chứ chớ nên nhìn cái lợi trước mắt. Đặc biệt là thời điểm cuối tuần là ngày nghỉ ngơi, nhưng với bạn làm kinh doanh, buôn bán thì mới là thời điểm bận rộn nhất, thu đầy tiền về tay. Có thể thời điểm này này, lượng người ra ngoài mua sắm không nhiều, nhưng nhu cầu tiêu dùng vẫn còn đó. Nếu bạn biết đẩy mạnh mua bán online thì có thể giúp được thời cơ mà phất lên nhanh chóng. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy để nắm bắt thị trường. Hãy tiến hành kế hoạch của mình ngay để không bị tụt hậu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Tuất. Tiểu nhân, Thìn, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, xanh, nước biển. Con số may mắn, 88, 43, 02. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Sư phụ Hoàng Nhất đã từng nói, có tâm, có đức thì ắt có phúc mà không phát tài thì cũng đừng nên nghi ngờ. Chính là phúc của chư vị đã chuyển hóa thành thân thể khỏe mạnh, cuộc sống an khang, gia đình êm ấm, con cháu thảo hiền. Vận may chưa chắc khiến bạn giàu có, nhưng nhất định sẽ khiến bạn trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Đúng vậy, nếu so sánh phúc đức với tiền bạc, chúng ta luôn mong muốn có một gia đình hòa thuận, êm ấm, con cháu có nề nếp, đây mới chính là phúc đức lớn nhất của đời người. Một người hoàn thiện đến từ sự tu dưỡng bản thân, chúng ta dựa vào kinh nghiệm để có cho mình kiến thức, hiểu biết, từ đó rèn luyện và trưởng thành. Của cải là sự tích lũy của những người chăm chỉ, của cải ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là kinh nghiệm, trí tuệ, năng lực. Các nhà thông thái tạo ra huyền thoại bằng trí tuệ của họ. Và những người khôn ngoan, rút ngắn thời gian để có được của cải bằng trí tuệ, điều đó thật ấn tượng. Cuộc đời chỉ là những chuyến đi, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu bạn cho mình một chiều cao, thế giới sẽ luôn cho bạn thước đo khác và những người có tâm hồn thiện lành chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn và thịnh vượng trong cuộc đời của họ. Tu hành chân chính của chúng ta là tu tâm sửa đổi chính bản thân mình trong cuộc sống. Ai cũng có những ưu phiền, người tu tâm sẽ biết biến ưu phiền thành động lực, giúp mình trưởng thành. Nếu không tu tâm thì gặp nhiều vấn đề, chỉ ôm khư khư vào những cố chấp và bất bình, để rồi chính bản thân họ sẽ sống trong đau khổ. Đối diện với vấn đề, bằng cách tu tâm, đầu óc minh mẫn hơn, ít sai lầm hơn thì sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn. Tu hành và tu tâm đều là cách để tăng trưởng công đức và trí tuệ, có thể giải quyết căn bản mâu thuẫn thật sự, buông xả nội tâm, gặt hái phúc lành cho bản thân và gia đình. Như Lão Tăng đã nói trong việc tu tâm, người ta phải kết hợp với lòng tốt, ví như ở chỗ lành thì phải chọn chỗ tốt mà ở, chỗ dựa tốt cho người, nếu tìm được thì dừng lại ở con người. Quan trọng nhất cần phải có một tấm lòng nhân hậu từ trái tim, một thái độ tích cực, một thái độ bình tĩnh đối mặt trong mọi việc thiện, ứng xử thể hiện ở hành động và năng lực, nếu làm theo năng lực thì quý trọng năng lực của mình. Khởi niệm cũng cần thiện niệm tư tưởng, quyết định hành động, chọn thời cơ mà không hành động hấp tấp. Chúng ta trên con đường tu hành và tu tâm nên biết sưởi ấm cho chính bản thân mình và cho cả người khác. Học cách đối xử với mọi thứ bằng trái tim đơn giản và đối xử với mọi người bằng trái tim vui vẻ, đối diện thiện ác với tâm thái khác nhau sẽ dẫn đến nhân quả khác nhau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.